khách sạn chay và ngày nay mang tên khách sạn Nam Cường Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ năm 1998. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm kinh tế văn hóa của thành phố Hải Phòng, gần với sân bay Cát Bi và khu du lịch biển Đồ Sơn. Nằm giữa đô thị náo nhiệt, bên công viên Thanh Bình. 8 tầng lầu của khách sạn soi bóng xuống hồ nước đã tạo nên sự duyên dáng và phong cách độc đáo riêng cho khách sạn Nam Cường Hải Phòng. Là một trong những khách sạn có uy tín tại Hải Phòng, khách sạn Nam Cường Hải Phòng luôn dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và là điểm dừng chân lý tưởng cho khách nước ngoài. Nhưng phong cách sang trọng và ấm cúng được thể hiện từ các trang thiết bị, dịch vụ phụ trợ, cách bài trí, cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo trong công việc, đã và đang làm hài lòng tất cả du khách. Mặc dù khách sạn Nam Cường Hải Phòng chỉ là một thành viên nhỏ trong đại gia đình Nam Cường với trên 30 thành viên, nhưng hiện nay công suất sử dụng phòng luôn đạt bình quân trên 80%. Giữa thành phố biển, với nhiều nhà nghỉ và khách sạn như thành phố Hải Phòng, thì đây là một con số khá lý tưởng, nằm ngoài sự mong đợi của những nhà quản lý. Chính vì vậy, khách sạn Nam Cường Hải Phòng luôn giữ vững được thương hiệu khách sạn 4 sao do khách hàng đánh giá và Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp hạng. Đạt được những kết quả này, trước hết phải nói tới du khách nghỉ tại đây luôn cảm thấy hài hòa khi được thư giãn hoàn toàn với những tiện nghi sang trọng tinh tế. Ngoài ra trong khách sạn còn có một chuỗi các nhà hàng. Đến đây, quý khách sẽ được thưởng thức món ăn và đồ uống trong một không gian lý tưởng với cách chế biến hoàn hảo, cùng hướng tới một cuộc sống mang đầy ý nghĩa. Hội nghị, hội thảo và các đoàn khách du lịch. Xen kẽ các phòng ăn lớn là hệ thống các phòng ăn nhỏ dành cho khách VIP. Tại khu sảnh, nhìn ra khu phố chính là quầy ba sảnh có sức chứa 150 chỗ ngồi
với bầu không khí thân thiện ấm áp là địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn cùng bạn bè với đồ uống thượng hạng và các dịch vụ hấp dẫn. Nằm trong hệ thống dịch vụ khách sạn còn có trung tâm thương mại được mở cửa hàng ngày, cung cấp đầy đủ các dịch vụ và tiện nghi gồm dịch vụ thư ký, dịch thuật, chuyển phát thư, internet, fax, photocopy,